Hôm nay chúng ta tới phần cuối của bài học của chúng ta về vấn đề hầu việc qua dân hiến. Chúng ta đọc từ câu 1 tới câu 9, nhưng mà thiệt ra chúng ta chỉ học hôm nay vài chữ mà thôi. Đó là chữ mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình. Chúng ta muốn hiểu rõ cái câu đó hướng dẫn chúng ta như thế nào trong phần Kinh Thánh rất là thực tế, hướng dẫn chúng ta trong vấn đề hầu việc Chúa qua dân hiến. Chúng ta đã thiết lập nguyên tắc căn bản về quyền sở hữu của Chúa, điều đó cũng chỉ cần nhắc tới đó thì chúng ta biết rằng đây là cái căn bản rất lớn và rất quan trọng để chúng ta thi hành những điều liên hệ tới tài nguyên, thì giờ, tiền bạc, công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta sử dụng những điều đó. Vì đây là vấn đề thiêng liêng, nó là cái cửa sổ mở vào trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta nói về một thái độ căn bản về tiền bạc, về thái độ của sự thỏa lòng ở trong Chúa. Và chúng ta biết rằng đây là điều nối kết với lòng tin kính, bày tỏ lòng tin kính của chúng ta trong Chúa. Và là điều mà không phải tự nhiên mà đến, đây là sự mà chúng ta phải tập luyện. Chúng ta trong hoàn cảnh nào, và Chúa đưa chúng ta vào trong những hoàn cảnh để có thể học hỏi cái thái độ thỏa lòng ở trong Chúa. Rồi trong 2 tuần trước chúng ta có học về những cái đáp ứng căn bản trong vấn đề dân hiến. Thì tôi muốn thiết lập một điều trước khi ôn lại một vài chi tiết đó. Thì điều mà ở đây mà cái câu mà sứ đồ Phaolô nói, hay là điều mà sứ đồ Phaolô dạy dỗ, và những điều mà chúng ta sẽ học chi tiết hôm nay để áp dụng, thì ông nói đây không phải là điều mà tôi đề nghị cho anh em. Đây không phải là chỉ là cái ý hướng dẫn. Ông nói là về việc góp tiền cho các thánh đồ thì anh em cũng hãy theo như tôi đã định liệu cho các hội thánh tại xứ Galati. Cái chữ định liệu chúng ta đã học rồi, nó là đem cái lời mệnh lệnh mà ông đòi hỏi con dân Chúa phải thi hành. Cho nên đây không phải là điều mình nghe rồi để đó rồi hãy muốn thì làm, nhưng đây là cái sự đòi hỏi hướng dẫn lãnh đạo của lời Chúa chi phối đời sống chúng ta để chúng ta thi hành theo. Và chúng ta đã học thứ nhất là sự dâng hiến phải đều đặn cứ ngày đầu tuần lễ. Thì chúng ta biết là cứ mỗi ngày đầu tuần lễ, tức là mỗi sáng Chủ nhật, mỗi Chủ nhật khi con dân Chúa đến thờ phượng Chúa, thì đó là cái thời điểm và cái vấn đề là sự dâng hiến để đến trong cái tính cách rất là thực tế trong vấn đề thì giờ. Chúng ta mỗi 7 ngày trong khi chúng ta thờ phượng Chúa thì chúng ta thiết lập trở lại cái mục tiêu, cái thứ tự ưu tiên, cái phương cách chúng ta quản lý tài nguyên mà Chúa đặt để trong đời sống của mình. Thứ hai là sự dâng hiến này là sự dâng hiến của trách nhiệm đến với mỗi cá nhân. Cứ ngày đầu tuần lễ mỗi một người trong anh em, cái đó thì không ai tránh được, thì mỗi một người trong anh em hay anh em trong hội thánh, anh em thuộc về Chúa, thì cái lệnh này đến với anh em, mỗi một người trong anh em nhận lấy cái lệnh này, nhận lấy cái sự chỉ dẫn này, nhận lấy cái sự chủ động sai phái của lời Chúa. Thì đây là điều mà chúng ta phải thi hành. Mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chúng ta sẽ học về cái chữ khá tùy sức mình chút xíu nữa. Được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, học cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Chúng ta nói về vấn đề chuẩn bị, là để riêng ra và cái sự chuẩn bị nó là để riêng ra về vấn đề thì giờ, để riêng ra về vấn đề số lượng, cái số tiền dâng hiến. Và hôm nay chúng ta học về cái số lượng đó, thì chúng ta nói về dâng hiến phải theo tỷ lệ. Sự chuẩn bị là sự chuẩn bị để đến hàng tuần, sự chuẩn bị của từng cá nhân, nhưng sự chuẩn bị cũng là cái quyết định là tôi sẽ thâu góp và giao phó cho lãnh đạo ở trong hội thánh Chúa để sử dụng cho công việc của Chúa. Cái chữ mà chúng ta nói, cái chữ để dành tại nhà mình, thì là cái bản dịch tiếng Việt dịch hơi không chỉnh. Ở đây nó thì để dành cho mình, để dành với mình. Thì cái chữ với mình đó thì ở đây dịch thoáng ra là tại nhà mình. Nhưng mà với mình là cái đây là một cái quyết định mà mình phải cá nhân quyết định để mà để dành, mà cái chữ để dành là đem vào kho. Thành thì chúng ta biết là mỗi người chúng ta phải quyết định là phải dâng vào trong hội thánh như thế nào. Cái công việc của mình dự phần trong hội thánh ra sao, mình quyết định điều đó một cách rõ ràng dứt khoát, rồi thi hành điều đó trong ơn của Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái chữ rất là, thấy thì rất là nhỏ, nhưng mà nó
là cái nguyên tắc lớn, tại vì nó sẽ trả lời câu hỏi là tôi biết thời điểm là tôi phải làm lúc nào, dâng hiến lúc nào, tôi biết trách nhiệm cá nhân tôi phải làm, tôi biết sự dâng hiến phải được chuẩn bị ra sao, nhưng còn số tiền bao nhiêu và cách nào để quyết định số tiền đó thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết hôm nay. Lạy Chúa, xin Chúa chỉ dạy chúng con thấy mạng lệnh của Chúa để chúng con sống động trong sự chỉ dẫn của Ngài, để đời sống chúng con có kết quả cho Chúa, được thỏa nguyện trong Chúa, được giàu có trong ơn Chúa ban, và làm sáng danh Chúa và thi hành sứ mệnh mà Chúa giao phó cho cá nhân chúng con, gia đình chúng con, hội thánh chúng con. Xin Chúa bù giúp, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Thì chúng ta đi vào cái phần dâng hiến phải theo tỷ lệ, thì chúng ta đặt cái vấn đề đó vì chúng ta sẽ suy nghĩ thêm cái chi tiết để chứng minh điều này. Nhưng mà để tôi đọc lại cái phần kinh thánh này theo các bản kinh, các bản dịch khác nhau, để chúng ta có thể thấy được cái sự nhấn mạnh ở đây. Thì bản truyền thống thì chúng ta vừa đọc xong, cứ ngày đầu tuần lễ mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắc lo được bao nhiêu để dành tại nhà mình. Bản nhuận chánh, cứ ngày thứ nhất trong tuần lễ mỗi một người trong anh em khá tùy sự phát đạt của mình mà dành dùm để riêng, hầu cho lúc khỏi quyền lúc tôi đến. Bản kinh phục vụ, cứ ngày đầu tuần lễ mỗi người nên dành ra một khoản tiền tùy theo lợi nhuận thu được, và như thế khi tôi đến sẽ không phải quyên góp. Bản dịch 2005, ngày thứ nhất trong tuần mỗi người trong anh em hãy để riêng ra những gì đã may mắn thu góp được, chứ đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên. Bản dịch 2020, cứ vào ngày đầu tuần mỗi anh chị em nên để dành riêng ra và tích góp từ thu nhập của mình, để khi tôi đến không cần phải quyên góp gì nữa. Thì những chữ này đây cho chúng ta thấy là có một cái nguồn, một cái mình gọi là income, cái nguồn thu nhập, và tùy theo khả năng, tùy theo sự phát đạt của mình, tùy theo lợi nhuận thu được, tùy theo may mắn thu góp, tùy theo sự thu nhập. Đó là những cái bản dịch để chúng ta thấy là cái chữ này thì nó nói về cái chữ income, nhưng mà nó có một cái ý ở trong đó là khi cái số tiền lợi nhuận của mình được tăng tiến, thì cái sự dâng hiến của mình nó tùy thuộc trên cái sự tăng tiến đó, cái số lượng tăng tiến đó như thế nào, thì cái phần dâng hiến của mình nó phải bày tỏ cái tỷ lệ đó. Cho nên mình đưa ra cái nguyên tắc là dâng hiến phải theo tỷ lệ. Thì cái chữ tỷ lệ ở đây thì chúng ta muốn suy nghĩ thêm, tại vì nó sẽ dính líu tới vấn đề gì? Phần 10, nó dính líu tới cái số lượng mà mình quyết định dân Chúa bắt đầu chỗ nào và nó đi về hướng nào. Thì rõ ràng đó là ở đây sứ đồ Phaolô đang nói về cái số dân, cái số dân và cái cách quyết định cái số dân. Thành thử nó là chuyện quan trọng để mình quyết định, tại vì cái câu hỏi là tôi cần dâng hiến bao nhiêu, hay là Chúa hướng dẫn tôi dâng hiến như thế nào. Nếu mà để tôi quyết định thì tôi quyết định 2 đồng ngày được không, hay là 2 đồng tuần được không. Nhưng mà nếu vậy thì có thành đạt được ý muốn của Chúa không? Tôi muốn dâng 20 ngàn mà tôi chỉ có 2 ngàn trong túi, thì như vậy thì đức tin hay là sự ngơ ngẩn của tôi. Thì chúng ta phải biết cái nguyên tắc nào để quyết định con số. Thì cái chữ tỷ lệ thì nó rõ ràng là nó có một cái fraction, một cái sự chia từ cái một số lớn ra một cái số nhỏ tùy thuộc trên cái tỷ lệ cố định. Chẳng hạn như mình nói cái tỷ lệ 1/10, tức là 1/10 của 100 là 10, còn 1/10 của 1000 là 100 chẳng hạn, thì nó cái số nó có tăng lớn hơn tùy theo cái mẫu số, tùy theo cái số mà mình chia cái tỷ lệ đó vào. Nhưng mà ở đây mình hỏi là có phải điều đó là điều mà sứ đồ Phaolô đang chú ý tới hay không, hay là người ta đang chú ý tới một cái tỷ lệ cố định, là đặt ra một cái số nào đó rồi chúng ta theo đó mà dâng, hay là cái sự hướng dẫn của ông nó xúc tích hơn và nó đòi hỏi chúng ta phải chú ý những chi tiết hơn. Thì thứ nhất là vấn đề tỷ lệ nó có rõ ràng ở đó. Thì như tôi mới nhắc nhở đó, tùy theo khả năng, tùy theo sự phát đạt của mình, tùy theo lợi nhuận thu được, tùy theo những sự gì may mắn đã thu góp từ hay là từ thu nhập. Nghĩa là nó có một cái sự tùy thuộc nơi cái số lượng mà mình đã nhận, đã thâu vào.
thì mình chỉ nói cách rõ ràng và đơn giản là khi khi mình tiền thu nhập của mình, lợi nhuận của mình nó tăng lên thì cái sự tăng tiến đó nó phải phản ảnh trong sự dâng hiến của mình. Thì nó cũng hàm ý rằng nếu mà mình cái nguồn lợi nhuận nó xuống thì mình cũng không có mắc tội gì nếu mình không dâng như cũ, mình cũng dâng theo cái lợi nhuận. Nhưng mà khi chúng ta học biết là cái quyết định dâng bao nhiêu, tôi thấy cái quyết định khó cái quyết định dâng thêm thì nó dễ hơn là dâng bớt. Tại vì khi chúng ta dâng trong cái sự giàu có của Chúa rồi thì nó cũng có những cái hoàn cảnh mà nó đòi hỏi mình phải thay đổi. Nhưng mà nó là một cái nguyên tắc mình phải học biết để theo đúng lời của Chúa. Có những người mà vì cái lý do cá nhân chứ không phải lý do lời Chúa mà quyết định trên một con số mà nó trở thành cái gánh nặng mà không giải quyết được. Nhưng mà chúng ta sẽ học về cái vấn đề dâng hiến cách vui lòng và dâng hiến cách giàu có trong Chúa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sự dâng hiến nó tùy thuộc trên những gì mà Chúa ban cho. Mà chúng ta đã học và biết rằng giàu Chúa sẽ đem chúng ta qua những cái kinh nghiệm để học hỏi cái sự thỏa lòng trong Chúa. Có những khi thiếu thốn, có những khi giàu có. Nhưng mà cái sự ban cho của Chúa luôn luôn dư dật và đầy đủ cho mọi nhu cầu của chúng ta. Cho nên sự dâng hiến cũng phải bày tỏ cái nguồn ân điển đó, hay là cái nguyên tắc ân điển là đang làm việc trong chúng ta. Cho nên mình phải chú ý tới phần này, tại vì tôi nhớ hồi lâu rồi ở nhà thờ Long Beach thì có một người rất là trung tín trong sự dâng hiến. Ông vượt biên qua nhóm nhà thờ, dâng đều đặn không bao giờ thiếu, tuần nào cũng dâng đầy đủ hết. Tôi làm trong ban chấp hành, thành đã biết cuốn sổ đó. Nhưng mà năm này qua năm nọ chỉ dâng 20 đồng tháng, 10 năm cũng 20 đồng tháng. Mà trong khi đó thì lúc mình mới tị nạn qua 20 đồng tháng thì cũng được. 10 năm sau mình có 2-3 cái nhà vẫn 20 đồng tháng. Thì nó lại ngược lại với lại cái tiêu chuẩn mà mình mới thiết lập ở đây. Thì mình phải coi lại đó là nó tùy theo khả năng, tùy theo sự phát đạt của mình, tùy theo lợi nhuận thu được, những gì đó may mắn thu được, tùy sự thu nhập của mình. Nó có một cái sự hướng dẫn rõ ràng ở chỗ này. Thì chúng ta có thể nói là cái tỷ lệ nó phải tùy thuộc nơi cái số tiền dân nữa. Nhưng mà nó có một cái chúng ta gọi là tỷ lệ lũy tiến. Thì cái tỷ lệ lũy tiến là progressive ratio. Nó có nghĩa là khi mà cái số tiền mình tăng lên thì không phải cái số tiền dân nó chỉ theo cái tỷ lệ tỷ lệ cố định để mà tăng theo. Nhưng nếu mình có càng nhiều bao nhiêu thì cái tỷ lệ nó cũng phải phản ánh cái số tăng tiến đó. Thành thử ở đây mình có thể nói là cái sự suy nghĩ của mình nó nằm ở nơi cái chỗ là bắt đầu ở đâu và tăng tiến như thế nào. Nhưng mà một cái nguyên tắc mình có thể nói trước để dễ dàng theo dõi cái phần mà tôi sẽ lý luận ở đây. Thì tôi sẽ trình bày là cái chỗ mình bắt đầu là cái mức độ nào và cái hướng nào mà Chúa muốn chúng ta dâng hiến cho nó đầy trọn trong ơn của Chúa. Thì cái điểm mà chúng ta thấy là cái vấn đề tỷ lệ, thứ nhất là nó tỷ lệ với lại thu nhập, và thứ hai nó sẽ tỷ lệ với sự trưởng thành trong đức tin. Có hai cái phần mà nó tỷ lệ trong đời sống của người tin Chúa trong sự dâng hiến. Thứ nhất là nó tỷ lệ với lại số tiền thu nhập, và thứ hai nó tỷ lệ với lại cái trưởng thành thuộc linh. Số tiền dâng hiến của chúng ta sẽ tăng tiến khi thu nhập của mình tăng tiến, cái đó nó rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái người mà trưởng thành trong Chúa bao nhiêu thì cái sự dâng hiến cũng sẽ tăng tiến bao nhiêu. Nó sẽ tăng tiến, nó không phải là chỉ trên con số, nó trên cái thái độ, nó trên cái tấm lòng, nó trên nhiều thứ. Nhưng mà cái sự tăng tiến đó cũng sẽ rất là rõ ràng. Mình có thể nói đơn giản là cái số tiền dâng hiến tỷ lệ với lại cái số tiền thu nhập thì điều đó dễ hiểu.
Nhưng mà mình cũng thường thường quên đi là cái số tiền dâng hiến nó phản ánh cái sự tăng tiến thuộc linh, cái sự trưởng thành thuộc linh. Cho nên khi mình là người tăng tiến trong Chúa, được lớn lên trong phần thuộc linh, trong phần đức tin, mình yêu Chúa hơn, mình yêu mến hội thánh Chúa hơn, mình dấn thân trong sự hầu việc Chúa thêm hơn, mình tham dự trong các ban ngành, mình phục vụ Chúa, thì vì mình trưởng thành đó thì mình sẽ trưởng thành trong nhiều phương diện, mà phương diện dâng hiến nó cũng sẽ được bày tỏ. Còn nếu mà bây giờ mình làm nhiều thứ, đôn đáo nhiều chuyện, nhưng mà cái sự dâng hiến nó không có thứ nhất là không đều đặn, thứ hai là không được chuẩn bị, thứ ba là không có cái tính cách dấn thân cá nhân trong sự liên hệ với Chúa, thì có một cái sự sai trật rất là rõ ràng, mình cần phải chú ý trở lại. Và điều này cũng nhắc nhở là nhiều khi mình rất là gọi là dấn thân trong công việc, trong sự làm việc, nhưng mà mình lại không có điều đặn trong sự dâng hiến. Nó chỉ ra có một cái gì đó gãy đổ hay là thiếu sót trong cái con đường mình theo Chúa. Nhưng mà mình muốn hỏi câu hỏi là thì bây giờ nó là tỷ lệ cố định hay là cái tỷ lệ progressive, cái tỷ lệ lũy tiến, tôi phải coi trên dictionary từ điển mới thấy được cái chữ lũy tiến. Thì cuối cùng mình cũng hỏi câu là như vậy thì bao nhiêu. Nói thì mình nói là sẽ có hai cái chiều hướng để mà mình quyết định, hay là để giúp mình suy nghĩ về trong sự quyết định này. Tại vì khi mà mình nói là mình dâng Chúa cho bao nhiêu, thì mình có người thì trả lời là dâng Chúa hết, nghĩa là Chúa đã ban cho mình hết thảy, Chúa sẽ lo toàn cho mình, cho nên mình có nhiều tiền mình cứ dâng hết cho Chúa. Thế đó thì nói thì hay, nhưng mà thực tế thì rất khó làm. Và còn người thì nói là tùy mình thấy có được dâng được bao nhiêu thì dâng, còn không thì Chúa cũng không đòi hỏi gì. Tại vì Chúa là đấng giàu có, Chúa không có, Chúa muốn tấm lòng của mình chứ Chúa không muốn tiền. Có người nói là Kinh Thánh nói là Chúa quý cả dâng hiến cách vui lòng, mà tôi dâng mà tôi không vui thì Chúa cũng không vui, nên tôi không dâng. Có ông mục sư ông giảng là ông nói give until it hurts, dâng cho tới khi nào thấy đau. Thì tuần sau có người tín đồ tới nói là mục sư em chưa dâng, em nghĩ tới em thấy đau rồi, như vậy thì em có cần dâng không? Thì nếu mình đặt để trên cái cảm xúc của mình thì mình sẽ đi lung tung. Thành thử trong cái vì trong cái sự suy nghĩ đó, mình có ba cái phương cách hay là ba cái lối mà chúng ta thường dùng để hướng dẫn mình trong sự dâng hiến. Thứ nhất là dâng phần 10. Thứ hai là dâng theo nguyên tắc ân điển. Nghĩa là nguyên tắc ân điển là tùy mình thấy cần dâng bao nhiêu, hay muốn dâng bao nhiêu, hay là có thể dâng bao nhiêu, tùy mình, dâng lúc nào cũng tùy mình. Thì một số hiểu là dâng theo ân điển là như vậy. Lát nữa chúng ta sẽ thiết lập lại vấn đề dâng theo ân điển. Còn số 3 là có những người không dâng theo hệ thống phần 10, cũng chẳng dâng theo hệ thống ân điển. Họ không dâng, hay là dâng rất ít, hay là lúc nào hướng lên mới dâng, không có một cái lề lối, chương trình, chuẩn bị gì. Cái số đó cũng không phải là ít, cho nên chúng ta cần suy nghĩ trong những phần này. Nếu mà chúng ta là thuộc về cái nhóm số 3 đó, nghĩa là không có cái hệ thống, không có cái nguyên tắc, thì chúng ta cần phải chỉnh đốn lại. Tại vì như tôi nói lúc nãy, Sư đồ Phaolô nói đây không phải là lời tôi đề nghị, đây là sự định liệu cho các hội thánh, đây là lệnh mà tôi phán ra trong thẩm quyền của Chúa là đạo hội thánh, và đây là điều tôi định liệu cho cái nguyên tắc mà phải sử dụng cho tất cả các hội thánh trong các thời đại. Cho nên đây là cái phần áp dụng rất là kỹ lưỡng đối với chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không biết là dân phần 10 hay là dân tự nhiên tự do, thì tôi nghĩ bài học hôm nay nó sẽ giúp đỡ chúng ta cái phương cách. Cái điều hơi khó đó là mình hay nói là nếu mà mình dâng phần 10, tức là mình theo hệ thống của Cựu Ước, bây giờ mình trong Tân Ước mình không có theo hệ thống đó nữa, thì mình cứ dâng co hai bên, hệ thống Cựu Ước, hệ thống Tân Ước như thế nào.
Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng cái hệ thống dân phần 10 đó rõ ràng đó là cái căn bản của sự dân hiến ở trong thời cựu ước. Và cái thời tân ước thì mình có thể nói dân theo ân điển, nhưng mà hai điều đó nó không có cách xa lắm như mình nghĩ đâu. Giờ tôi sẽ bày tỏ điều đó, nhưng mà thứ nhất mình coi lại vấn đề dân phần 10. Rõ ràng đây là cái sự thi hành vấn đề dân hiến ở trong thời cựu ước, dân sự Chúa, trong sự hướng dẫn của Chúa. Sách Lê Vi Ký đoạn 27 thì nói rằng phàm một phần 10 thổ sản, bất kỳ vật gì gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Giê-hô-va, ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. Về một phần 10 của bầy bò hay là chiên, tức là mọi vật chỉ đi ngang dưới gậy, con thứ 10 sẽ là thánh biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Tức là Chúa nói tất cả mọi điều mà mình có trong đời sống sinh hoạt thâu nhập của mình thì phần 10 phải được biệt riêng ra để nói đây là đặc biệt, biệt riêng ra để sử dụng cho công việc của Chúa. Hoa quả thổ sản nghĩa là trồng trọt bao nhiêu thì một phần 10 thuộc về Chúa. Còn nuôi bò nuôi chim thì cứ để cây gậy ra, mỗi nó đi ăn qua cái con thứ 10 là thuộc về Chúa. Tức là mình có một cái hệ thống để dâng hiến rõ ràng phần nào thuộc về Chúa. Thì điều đó cũng dễ hiểu, nhưng mà mình hiểu một điều thêm nữa đó là cái nguyên tắc dân phần 10 này nó không có thuộc về luật pháp, nó không ở dưới luật pháp. Nó có trước khi luật pháp, 430 năm trước luật pháp, luật pháp của Môi-se thì thiết lập cái vấn đề dân phần 10. Nhưng mà Abraham đã dân phần 10 trong Sáng Thế Ký đoạn 14 câu 20 cho thầy cả thực phẩm Melchizedek. Jacob cũng nói với Chúa rằng ông sẽ dâng phần 10 cho Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 28. Tức là cái hệ thống dâng phần 10 hay là cái nguyên tắc hay là cái tập quán dâng phần 10 nó đã được thiết lập trong sự liên hệ với Chúa trước khi có luật pháp. Tại sao cái điểm này cần nhắc đến? Tại vì chúng ta sẽ nói rằng khi mà chúng ta nói rằng cái nguyên tắc này thuộc về cựu ước, mà thuộc về luật pháp, bây giờ không còn luật pháp nữa thì tôi không cần áp dụng nữa. Nhưng mà vì cái này nó thiết lập trước luật pháp, cho nên nó là một cái hệ thống phổ thông mà Chúa sử dụng để cho con dân Chúa. Nó không bị bãi bỏ như trong luật pháp. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm thấy cái sự áp dụng trong cái sự nối kết với lại vấn đề phần 10. Tí xíu nữa chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà tôi muốn chú ý tới là ở trong cựu ước thì cái phần 10 này không phải là cái số cuối cùng, cái tỷ lệ cuối cùng, nhưng mà phần 10 là cái tỷ lệ bắt đầu. Tithe is a starting point, là cái chỗ bắt đầu chứ không phải là cái chỗ cuối cùng. Tại vì với dân Do Thái, cái sự dân hiến này nó không phải là chỉ là phần 10 mà thôi. Chúng ta biết là sự dân phần 10 nó là để mà lo hỗ trợ cho những thầy tế lễ và người Lê Vi. Trong Dân Số Ký đoạn 18 câu 21 thì nó là về con cháu Lê Vi, ta ban cho làm cơ nghiệp mọi thuế một phần 10 của Israel làm lương và công việc mình làm trong hội bạc. Tức là lo chuyện nhà thờ, lo đền thờ, lo chuyện dân tế lễ, lo chuyện thờ phượng. Đó là 10% dân hiến của con dân Chúa để hỗ trợ công việc của Chúa trong trong đền thờ qua người, qua các thầy tế lễ và người Lê Vi. Nhưng 10% nữa thì lo cho các lễ lạc đặc biệt ở trong đó, chẳng hạn như là lễ mùa gặt, lễ lá, thường thứ 10% nói về những cái tổ chức lớn trong sinh hoạt của trong liên hệ mà Chúa muốn con dân Chúa với người chung quanh thấy được cái công việc của Chúa. Rồi 10% nữa để giúp cho những người nghèo, người mồ côi, người quá bùa. Chúng ta thấy mấy điều này ở trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 14. Thì nếu mà cộng lại tất cả những cái sự dân hiến của người Do Thái thì là 23%
cái lợi nhuận của họ. Nghĩa là nếu mà chúng ta nói như vậy, dân Do Thái hồi đó thì phải giống như mình đóng thuế bây giờ thì họ cũng phải đóng thuế cho cái sự tổ chức của hệ thống chính quyền. Cho nên 23% này không phải chỉ là sự dâng hiến mà cả thuế nữa, thì mình có thể cho phép có cái sự lý luận đó, nhưng mà rõ ràng là cái sự dâng hiến 10% không phải là cái tối đa, mà sự dâng hiến 10% là tối thiểu hay là cái chỗ bắt đầu. Tại vì ngoài cái sự dâng hiến này, 23% này còn cái sự dâng hiến tự do của thu ân, biết ơn Chúa, cảm tạ Chúa, vui mừng trong Chúa. Còn dân Chúa đem những của lễ dâng hiến cách tự do trước mặt Chúa, thì những cái sự dâng hiến này nó không có thẩm định cho mỗi người giống nhau, nhưng mà tùy mỗi người. Tức là có người sẽ dâng hiến khác hơn, nhưng mà cái động nhất là 23%, và cái động nhất là 10% lúc cho sự hỗ trợ của công việc của tại đền thờ. Rồi để mà thẩm định cái thứ tự ưu tiên của sự dâng hiến, thì lời Chúa cũng thiết lập là phải dâng phần 10 trên những cái sự gặt hái đầu tiên, first fruit, những trái đầu mùa. Chúa nói là trước khi mà có lợi nhuận đem về, thì trước khi sử dụng cái lợi nhuận đó, trước khi dùng nó cho mình, thì phải biệt riêng ra một phần 10 cho Chúa. Xuất Ký Diêm Tô Ký đoạn 23 câu 19: những hoa quả đầu mùa của đất người phải đem đến đền thờ của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi. Châm Ngôn đoạn 3 câu 9: hãy lấy tài và khoe lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Nghĩa là Chúa thẩm định cái thứ tự ưu tiên, Chúa thẩm định cái số lượng, Chúa thẩm định thời gian, bây giờ Chúa thẩm định cái thứ tự ưu tiên. Nghĩa là khi mình lãnh lương về, cái chuyện đầu tiên mình làm là biệt riêng số tiền ra cho Chúa. Như mình nói là mình phải chuẩn bị trong sự thờ phượng dâng hiến, mình chuẩn bị chính mình là người dâng hiến, rồi chuẩn bị cái số lượng dâng hiến với cái quyết định là đem vào trong công việc Chúa tại hội thánh. Thì ở đó nói rằng cái tiền 10% đầu tiên đem vào trong nhà của Chúa. Nhưng mà mình nói cái đó là cựu ước. Lát nữa mình sẽ thấy những cái này nó tổng kết lại như thế nào. Thì mình đang hỏi cái câu hỏi rằng nếu mình ở trong thời kỳ Tân Ước và trong thời kỳ của Hội Thánh, thì mình có áp dụng cái phần 10 này hay không? Một số nói là không. Điều mà mình thấy là như tôi nói, phần 10 này không phải thuộc với luật pháp của Cựu Ước, được thiết lập trước Cựu Ước, trước luật pháp của Cựu Ước. Nhưng mà nó cũng được minh định trở lại trong sách Tân Ước. Sách Tân Ước nói rõ hơn về cái chiều hướng, cái hướng đi hay là cái chỗ nguyên tắc quyết định, nhưng mà không có bài bỏ cái vấn đề phần 10. Mà ngay Chúa Giê-xu khi nói về phần 10 thì Chúa affirm, Chúa xác minh là phần 10 này vẫn còn hiệu nghiệm. Chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23, khi Chúa nói với người Pharisee về cái sự nợ giữ phần 10 của họ, thì Chúa nói như thế này: không cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần 10 bạc hà, hồi hương và rau cần, bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Tức là họ coi trọng vấn đề dân phần 10 hơn là chuyện công bình, thương xót và trung tín. Cho nên Chúa mắng họ và Chúa nói ngươi bỏ điều hệ trọng để mà lo cái chuyện dân phần 10, trong khi đó có những điều hệ trọng hơn trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Nhưng Chúa nói thêm sự công bình, thương xót và trung tín, những cái điều hệ trọng đó là những điều các ngươi phải làm, rồi sao nữa, nhưng không nên bỏ sót những điều kia. Cho nên nhưng mà không nên bỏ sót những điều dâng hiến phần 10, tức là Chúa nói vấn đề phần 10 nó vẫn còn tiếp tục và phải làm cả hai,
chứ không chỉ làm vấn đề dâng hiến rồi những chuyện khác trong tấm lòng, trong liên hệ không thực hiện cho Chúa. Rồi mình thấy nữa là ở trong sách Hê-bơ-rơ cũng thẩm định trở lại là cái sự dâng phần mười là cái nguyên tắc ở trong tân ước. Lúc nãy tôi nói là dân phần mười trước luật pháp thì Kinh Thánh chép là Abraham dân phần mười cho thầy tế lễ Melchizedek, thì sách Hê-bơ-rơ đoạn 7 câu 1 tới câu 8 dùng cái câu chuyện đó hay cái dữ kiện đó để chứng minh rằng Chúa Giê-xu là thầy tế lễ cao trọng hơn thầy tế lễ của dòng dõi Lê-vi, tại vì Chúa là thầy tế lễ theo ban Melchizedek. Và bởi vì Melchizedek cao hơn Abraham, vì Abraham dâng phần mười cho Melchizedek, cho nên Chúa Giê-xu cao hơn các thầy tế lễ ra từ dòng dõi Lê-vi, tại vì dòng dõi Lê-vi ra từ Abraham, còn Chúa là dòng dõi Chúa theo ban Melchizedek để làm thầy tế lễ thượng phẩm. Tức là khi mà Kinh Thánh dùng cái nguyên tắc của phần mười để minh chứng về Chúa Giê-xu, để mà nói rằng các người Pharisee hay là những người thi hành cái ý muốn của Chúa thì phải lo cả hai, trong vấn đề tâm lòng, sự công bình, thương xót, trung tín, đồng thời vấn đề giữ phần mười. Như vậy thì chúng ta thiết lập là cái nguyên tắc phần mười có thể sử dụng và nên sử dụng và được khuyến khích sử dụng trong cái chiều hướng dân hiến ở trong tân ước. Thành thử chúng ta có thể bắt đầu ở chỗ này. Khi chúng ta nói về phần mười ở trong cựu ước thì chúng ta nói không phải là cái điểm cuối cùng nhưng là điểm bắt đầu. Thì nếu mà cái điểm bắt đầu trong cựu ước từ phần mười để đi tới 23%, để đó là cái sự suy nghĩ, và thêm hơn nữa thì cái sự dâng hiến trong thời kỳ ân điển nó còn rõ ràng hơn nữa. Tức là cái điểm bắt đầu của tất cả những người dâng hiến trong Chúa thì bắt đầu với một phần mười. Một phần mười bắt đầu ở trong tân ước, cũng như một phần mười bắt đầu trong cựu ước. Dẫu là trong tân ước thì không có xác minh rằng tất cả có bao nhiêu phần trăm, mười phần trăm của cái này, mười phần trăm của cái kia. Nhưng mà sách tân ước thì nhấn mạnh là không phải về trên phần mười, nhưng mà nhấn mạnh là cái tốt nhiều nhất, dâng hiến cao nhất, nhiều nhất. Nghĩa là nếu mà phần mười là cái chỗ bắt đầu thì cái hướng đi của tân ước là cái maximum, phần mười là minimum, tối thiểu, thì Kinh Thánh dạy chúng ta dâng hiến các tột đỉnh maximum theo như lời Kinh Thánh. Nhưng mà cái vấn đề của phần mười thì chúng ta phải nói cái lý do mà chúng ta không nhấn mạnh về phần mười ở trong tân ước là sự thỏa lòng về mà phải có, rồi Chúa là chủ, rồi cách mình dâng hiến, lúc dâng hiến, chuẩn bị dâng hiến, số lượng dâng hiến, thì những cái điểm đó nó phải ra từ ân điển, nó ra từ sự liên hệ với Chúa, chứ nó không phải ra cái phản ánh tâm lòng của người giữ luật. Thành thử chúng ta không muốn nói là cái thái độ giữ luật là thái độ cho phép ở trong thời kỳ tân ước của chúng ta. Nhưng chúng ta nói là cái nguyên tắc, cái số lượng được thẩm định thì cái nguyên tắc một phần mười này được ban cho. Tại vì nếu mà để yên cho một người tự động quyết định theo ý của mình, theo sự tự do trong ân sủng Chúa như mình nói, thì phần lớn, nếu mà không nói là gần 100%, là dân ít hơn một phần mười. Cái số dân trung bình của người của tín đồ tại nước Mỹ là 2.7%, chứ không phải là 10%, mà 2.7%. Đó là cái số lượng trung bình. Khi mà nói là mình dân theo tỷ lệ thì một phần mười là tỷ lệ, cho nên đúng luật với Chúa. Nó cũng có một điểm là nó cho chúng ta thấy là nó phải có một cái số lượng quan trọng nào đó thì nó mới xác minh được cái quyền sở hữu của Chúa. Còn nếu mà mình nói tôi dâng 1%,
thì có dân hay không dân nó cũng không ảnh hưởng gì tới tôi. Thì nó lại không xác minh trong đời sống của mình, trong quan niệm của mình là Chúa là chủ trong mọi việc. Ở trong sách Ma-la-chi đoạn 3, chúng ta quen thuộc với phần kinh thánh này, thì Chúa dùng cái chữ là người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao, mà các người ăn trộm ta. Các người nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các người ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các người bị rủa xả vì các người thấy các nước đều ăn trộm ta. Các người hãy đem hết thảy phần 10 vào kho hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các người khá lấy điều này mà thử ta, Đức Chúa và bạn cũng phán, xem ta có mở cửa sổ trên trời cho các người đổ phước xuống cho các người đến nỗi không có chỗ chứa chăng. Chúng ta quen thuộc với phần kinh thánh này, nhưng mà cái câu hỏi Chúa hỏi là làm sao mà mình biết là mình ăn trộm Chúa, ăn trộm của Chúa. Thì Chúa nói là phần 10, tức là mấy người này họ ăn trộm mà không biết, tại vì họ không dân phần 10. Chúa nói không dân phần 10 không phải là không dân, không dân phần 10 là không xác minh cái nguyên tắc ta là chủ. Cái nguyên tắc là tất cả những gì các người có là thuộc về ta, chứ không phải là các người có là muốn xài sao xài. Thành thử Chúa nói là các người ăn trộm ăn cắp, bây giờ các người phải thiết lập điều đó lại, thì sống trong cái chỗ ta sẽ mở cái cửa sổ trên trời mà đổ phước cho các người. Nhưng cái điều nguy hiểm mà chúng ta cần nhấn mạnh về vấn đề một phần 10 đó là mình khi mình nói vấn đề phần 10 như là một cái tỷ lệ rõ ràng thẩm định, thì mình thường nói là 1/10 thì của Chúa. Tôi dâng xong 1/10 là tôi xong chuyện dâng hiến. Còn 99/10 kia là của tôi hay là của phần tôi sử dụng. Và mình thường suy nghĩ khi mình nói vấn đề 1/10 là tối đa. Nghĩa là tôi dâng 1/10 là tôi xong chuyện. Nhưng mà mình quên nó là tối thiểu. Tôi phải bắt đầu với 1/10 chứ không phải là tôi sẽ dâng ít rồi lâu 20-30 năm sau theo Chúa gần chết tới nơi tôi sẽ dâng 1/10. Khi Kinh Thánh đề cập tới nguyên tắc thì ở đây đề cập cái số lượng rõ ràng là 1/10 là tối thiểu. Như tôi nói cái số lượng dân hiến của Israel là 23%. Còn Kinh Thánh thì dạy dỗ là mình coi thử là mình giữ lại cho mình bao nhiêu, chứ không phải là mình dâng cho Chúa bao nhiêu. Cái số tiền mình có mà Chúa giao cho mình là của Chúa hết. Bây giờ mình giữ cái nào cho mình dâng cho Chúa bao nhiêu. Nên là cái sự suy nghĩ ở đây. Thì nếu mà để yên cho mình thì mình rất dễ dàng để quyết định sai trật, là mình quyết định rất ít hay là thiếu sót. Rồi mình thấy cũng không sao, mình cũng không có chết chóc gì. Cho nên mình quên đi cái chỗ giàu có phước hạnh mà Chúa mở ra. Khi mà sứ đồ Phaolô nói đơn giản là cứ nghe đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình, chắc lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. Ông đưa ra những cái nguyên tắc để có thể sống rộng trọn vẹn trong Chúa. Thì chúng ta cần phải áp dụng những cái nguyên tắc cần thiết này. C.S. Lewis viết một cái phần này tôi muốn đọc để chúng ta thấy được cái sự hiểu biết cần có. Ông nói vấn đề dân hiến, ông viết như thế này: dân hiến là một phần thiết yếu của luân lý cơ đốc. Tôi không tin là một người có thể quyết định nên dân bao nhiêu. Tôi e rằng quy tắc an toàn duy nhất là dân cho nhiều hơn những gì chúng ta có thể dành dụm. Nói cách khác, nếu chi tiêu của chúng ta cho tiện nghi, xa xỉ, giải trí, nhu cầu đạt tiêu chuẩn chung giữa những người có cùng thu nhập với chúng ta, thì chúng ta đang dâng quá ít. Nếu sự dâng hiến từ thiện của chúng ta hoàn toàn không chèn ép hoặc cản trở chúng ta để làm điều mình muốn làm, thì tôi có thể nói rằng số dân quá nhỏ, quá ít. Phải có những điều chúng ta muốn làm mà không thể làm được vì chi phí dâng hiến từ thiện của chúng ta không cho phép thi hành những điều đó nữa. Tức là nếu mình dâng hiến mà không có đụng chạm gì tới mình thì mình chỉ dâng tiền dư thôi. Thì Chúa nói thì dâng tiền dư thì muốn dâng dư nhiêu dâng nhiêu thì Chúa nói, còn cái đó Chúa không tính. Người đồng bào quá thả vô không? Được 10 xu bao nhiêu đó. Thì Chúa nói bà này dâng nhiều hơn hết, vì bà dâng trong cái của cải mình cần sử dụng. Thì ở đây ông nói là tôi e rằng quy tắc an toàn duy nhất
là dâng nhiều hơn những gì chúng ta có thể dành dụng. Và nếu mình coi đời sống của mình là mình dâng hiến mà không thấy nó thay đổi gì đời sống mình, không có cái chuyện gì mình muốn làm mà bây giờ vì cái tiền đó tôi dâng hết rồi, tôi không có đi vacation xa được nữa, tôi không có đi làm này làm kia mà điều mà tôi thích là tôi lúc trước tôi có thể, thì ông nói là cái sự dâng hiến nó phải thay đổi cái phần đó, cho mình thấy rằng mình phải dâng để không làm những chuyện xa xỉ được nữa, thì nó mới là rõ ràng trong cái chỗ đứng của mình. Nhưng mà tôi muốn như vậy thì cái chỗ đứng của Tân Ước là như thế nào? Dâng thế nào thì đẹp lòng Chúa, dâng bao nhiêu thì đẹp lòng Chúa, thì mình biết là bắt đầu là 10%, nhưng mà dâng tới đâu? Chúng ta dở ra trong Côrintô nhì đoạn số 8. Ở đây là cái mô hình, cái mẫu mực mà ở đây sư đồ Phaolô đang viết thư cho hội thánh Côrintô để nhắc rằng họ phải theo cái mẫu mực của các hội thánh tại Macedon, tại vì họ đang thiếu sót trong vấn đề dâng hiến, họ hứa mà không dâng, họ nghĩa là họ muốn mà không làm được, thì ông ấy phải theo cái mẫu mực này. Thì ở đây chúng ta cũng nói rằng đây là cái mẫu mực mà Chúa muốn hội thánh Chúa mỗi chúng ta áp dụng trong đời sống của mình. Mình đang hỏi là mình bắt đầu ở đâu, bắt đầu bao nhiêu, dâng tới phần nào thì đáp lòng Chúa. Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì vì lòng quá vui mừng và cơn nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và nay xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào trong sự dùng giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trong cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn của Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đến nơi anh em để làm trọn những việc nhân đức này y như người đã khởi sự làm. Ở đây sư đồ Phaolô nói là tôi muốn anh em hiểu vấn đề. Ông nói đây là tôi muốn anh em thấy. Tôi là ông nói với các tín hữu tại hội thánh Côrintô đó, là họ có một cái mô hình, một cái gương mà ông muốn họ thấy để theo. Tức là khi mà ông nói với hội thánh Côrintô là đây là điều phải theo, đây là cái mô hình, thì hội thánh Anaheim cũng phải theo cái mô hình đó, cũng phải nhìn theo. Thì chúng ta đã thấy rằng bắt đầu là 10%. Bây giờ cái tập quán, cái thói quen, cái chiều hướng của sự dân hiến thì ông nói theo cái mô hình của người của hội thánh tại xứ Macedon. Cho nên ông nói hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh tại xứ Macedon. Ông nói đây là công việc của ơn Chúa. Khi ơn Chúa làm việc thì nó sẽ thi hành những điều này. Thì sứ đồ Phaolô hiểu một vấn đề rất là quan trọng, trong hội thánh chúng ta cũng hiểu, đó là mình không thể nào biểu các tín đồ dâng hiến. Mình có thể nói, mình có thể dạy, mình có thể chỉ, nhiều khi mình có thể than phiền hay là mình có thể khuyến khích hay là làm gì đó, nhưng mà mình không có bắt buộc ai dâng được. Chuyện dâng hiến là chuyện giữa người đó với Chúa. Nhưng mà cho nên cái vấn đề là vấn đề tấm lòng, vấn đề hiểu biết. Chẳng hạn như hồi nào giờ mình chưa biết là vấn đề 10% là vấn đề tối thiểu, mình cứ tưởng là tôi dâng 2%, 3%, tôi tưởng là từ từ rồi tôi mò tới 10%, thì lúc đó về thiên đàng giải thích với Chúa cũng được. Nhưng mà tới lúc đó thì cơ hội nó hết, để những cái cơ hội để học việc Chúa nó cũng qua, thì mình phải coi lại điều đó. Nhưng mà ông nói ở đây là chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã ban. Anh em sống động trong cái quyết định của anh em là trên ơn của Chúa. Tôi muốn anh em hiểu vấn đề này rồi đem về dùng công sức của mình để mà thi hành, giống như người Galati bắt đầu trong ăn điển, nhưng mà khi mà sống đời sống theo Chúa, nên thánh, vâng phục, thi hành công việc Chúa thì lại dùng sức riêng. Ông nói tôi muốn anh em hiểu vấn đề là vấn đề ân điển. Chúa làm công việc của ân điển Chúa.
Thì đó là điều mà chúng ta thấy, mình nghe ở đây mình nói, à, sẽ nói chuyện 10% rồi còn làm không nổi rồi. Chuyện bây giờ là làm không xong rồi sao mà bắt đầu 10% được. Thì Chúa nói là tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời. Tôi muốn anh em hiểu rằng Đức Chúa Trời khi Chúa ban ơn, Chúa có thể làm những điều mà thay đổi như trong các hội thánh tại xứ Macedonia. Chúa làm gì ở hội thánh Macedonia? Chúa làm cho họ trở thành những người giàu có, phóng khoáng, dư dật trong sự dân hiến. Tôi làm chứng, ông nói là, tôi muốn anh em hiểu điều này, đó là đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng và cơn rất nghèo khó của họ rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Thứ nhất, ông nói là họ đang ở trong cái hoàn cảnh hoạn nạn thử thách, và họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách. Họ không phải là người ở những nơi giàu có, họ là những hội thánh nghèo nàn, những chỗ khó khăn. Ở trong sách Thessalonica nhất, thì sứ đồ Phaolô cũng nói như vậy: anh em bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều khốn khó, in spite of severe suffering. Cái chữ khốn khó này là cái chữ gặp nạn rất lớn. Họ đang đối diện với những cái khó khăn mà xoay sở rất khó, thì họ làm sao? Họ đầy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh, họ tràn đầy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh, và họ quyết định trong sự dâng hiến, trong sự vui mừng của ân điển Chúa. Nghĩa là cái vấn đề dâng hiến của họ nó nằm ở trên một cái trình độ không bị giới hạn hay là không bị ảnh hưởng với cái hoàn cảnh của họ. Cái điều đó không có nghĩa là bây giờ mình hoàn cảnh của mình làm được có 100 đồng tuần đi, mà mình có cái thói quen xài 200 đồng thì là mình bị nợ. Cái đó không phải là vì mình theo nguyên tắc của ân điển, mình cứ xài rồi Chúa sẽ cung cấp. Chúa không có hứa điều đó. Nhưng mà ở đây nó là khi tấm lòng của chúng ta sống trong sự tự do của ân điển Chúa thì mình không có bị ảnh hưởng tùy thuộc nơi cái hoàn cảnh bên ngoài. Sự khôn ngoan của Chúa sẽ giúp đỡ, và cái nguyên tắc của Chúa sẽ thẩm định như thế nào để mình quyết định. Thì họ vui mừng, rồi nói là, và họ sanh ra rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Ông dùng cái chữ 2-3 lần để nói là họ cái lòng của họ rộng rãi, rồi khi mà họ thi hành cái chuyện rộng rãi đó thì họ lại thi hành rất là rộng rãi, rất là dư dật. Nghĩa là ở đây cái lòng rộng rãi họ được lũy thừa, họ thi hành một cách rộng rãi, không ai có thể phê bình được. Rồi ông nói là tôi làm chứng rằng, ông nói đây là chuyện thật, đây là dữ kiện, đây là những điều họ thực hành. Chúng phải họ ngồi mơ mộng chia sẻ, nói những chuyện trên trời. Đây là những điều mà họ trong cơn rất nghèo khó, họ dư dật, họ sống rộng rãi. Và tôi làm chứng rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình và quá sức nữa. Thứ nhất là ông nói tôi làm chứng về đây chuyện họ làm. Tôi làm chứng điều gì? Họ tự ý quyên tiền. Không ai khuyến khích, không ai nhắc nhở gì. Họ nhạy cảm với Chúa Thánh Linh, họ nhạy cảm với công việc Chúa. Họ ao ước trong sự hầu việc Chúa, họ muốn dâng hiến. Cho nên chưa ai nói về cơ hội dâng hiến, chưa ai kêu gọi, chưa ai viết thơ, chưa ai gọi điện thoại. Thì họ đã muốn dâng hiến rồi. Đó là cái thái độ đây. Rồi họ tự ý dâng hiến theo sức mình. Tức là họ dâng hiến trong cái tỷ lệ mà có thể thực hiện được. Không biết tỷ lệ của họ là 50%, 60%, 70%, sao là mình không biết. Nhưng mà họ quyết định theo cái tỷ lệ mà họ có thể thi hành được. Nhưng mà rồi họ không ngừng ở đó. Họ lại đi quá cái tỷ lệ mà họ có thể thi hành được. Nhiều khi có những người dâng hiến mình nói thôi dâng ít thôi. Bác dâng như vậy thì rồi tiền đâu sống. Hay là con dâng vậy rồi sao đi học. Mình nghĩ rằng họ không thi hành được. Và đó là cái thái độ của sứ đồ Phaolô, là nhìn vào họ, cái cách họ dâng hiến mình cũng rất lắc đầu.
là họ quá dấn thân và ngạc nhiên ở trong cái sự dấn thân của họ, rồi họ lại làm quá lòng trong cậy của chúng tôi, họ nài xin cho chúng tôi làm ơn để cho thi hành điều đó. Thì mình thấy cái điều mà tôi đang nêu ra đó là gì? Đây là cái tiêu chuẩn của tân ước và sự dân hiến. Mình biết cái tiêu chuẩn bắt đầu là 10%, và cái tiêu chuẩn để mà đạt được cái mức độ của sự dân hiến đẹp lòng Chúa là cái sự dân hiến theo mẫu mực của người Macedonia. Đang dùng những chữ này để chúng ta thấy họ tự nguyện ý quyên tiền theo sức mình, quá sức mình nữa. Này xin chúng tôi làm ơn cho họ dự phần trong sự dân hiến của Thánh Đồ. Sự dân hiến này không phải là vì bắt buộc, nhưng mà sự dân hiến này là vì cái sự muốn dấn thân cho công việc Chúa và muốn thi hành cái chương trình của Chúa, mình muốn dự phần. Thành khi mình nói là từ cái sự dân hiến thì không bắt buộc, không phải vì nhu cầu, không phải vì ép uổng, nhưng vì sự dư dật của ân điển Chúa đang làm việc trong đời sống của mình, là mình có thể làm những chuyện mình không làm, không thể làm một riêng biệt được. Mình lúc nãy đọc C.S. Lewis, ông nói là nếu mình dâng hiến mà nó không đụng chạm tới mình, nó không thay đổi cái đời sống của mình, không phải là làm cho mình thiêng liêng hơn, nhưng nó thay đổi cái chỗ là hồi trước tôi đi ăn ở ngoài, tôi xài 30 đồng, tôi không nháy mắt gì. Giờ tôi quyết định tôi dâng hiến cho công việc Chúa, bây giờ tôi ra tôi ăn 30 đồng, tôi thấy ổn. Tôi ăn cheap hơn, tôi ăn 10 đồng, tôi để 20 đồng còn lại dâng Chúa. Và ông nói như vậy đó là hiểu được cái chuyện dâng. Thì vì dân mà nó không thay đổi mình, mà dân mà cứ xài theo kiểu mình xài, tự do trong cái chuyện mình muốn làm thì vậy thì chưa dân đủ. Tôi nghĩ cái cách nói rất đơn giản đó, mình có thể thấy được là mình có đang thi hành trong cái chiều hướng của lời Chúa hay không. Tại vì tôi tin rằng phần lớn các tín hữu trong hội thánh chúng ta cũng như hội thánh nhiều nơi không có nghĩ đúng theo cái sự thẩm định của lời Chúa là 10% là chỗ bắt đầu, và cái chỗ thi hành dân trọn vẹn, dân hết lòng, dân dư dật, dân quá sức là điểm làm đẹp lòng Chúa, là điểm bày tỏ lòng trong cậy ân điển Chúa. Và Sứ đồ Phaolô nói là họ làm quá lòng trong cậy của chúng tôi, và họ đã dâng mình cho Chúa, sau lại dâng cho chúng tôi, tức là họ nói là họ quyết định trên cái sự động cơ là yêu mến Chúa, nhưng mà nó không phải là vì thế họ ra họ muốn làm gì thì làm, họ dâng để công việc Chúa được thi hành qua lãnh đạo hội thánh, họ đầu phục người lãnh đạo hội thánh. Thành thử ở đây họ giao phó cái sự dâng hiến cho chúng tôi, tức là các sứ đồ của Chúa. Và ông nói thêm là theo ý muốn Đức Chúa Trời. Họ làm cái vấn đề theo sự hướng dẫn của Chúa. Họ không có hứng ẩu, họ không có cảm động suông, họ không có tự mình quyết định. Họ theo nguyên tắc của Chúa và họ làm đúng theo ân điển Chúa. Thành thử mình nói là cái sự dâng hiến là một cái sự chọn lựa của sự yêu thương. Yêu thương Chúa, yêu thương hội thánh, yêu thương người hứa mất. Và cái sự chọn lựa là mình sẽ dâng cái phần mà mình nghĩ là thuộc về mình, hay là mình có thể sử dụng cho mình. Nhưng bây giờ mình không sử dụng cho mình nữa, mình bớt cái chuyện sử dụng cho mình đi, để mình dâng hiến cho Chúa. Thì tôi nghĩ mấy cái như tôi nói, chẳng hạn như mình dâng hiến cho công việc Chúa, nó có cái giới hạn, mình nó chỉ dâng được chừng đó thôi. Nhưng mà mình muốn dâng thêm thì về coi lại trong sổ tài chánh cái phương cách mình sử dụng tiền bạc, tôi bảo đảm rằng sẽ có nhiều chỗ để có thể dâng thêm, nếu mình thưa với Chúa rằng đó là ý định điều con muốn. Xin dỡ qua bên trang kế tiếp, mình chấm dứt với cái phần này. Tôi đọc theo câu số 6 của đoạn số 9. Hãy biết rõ điều đó, hay ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng. Vì Đức Chúa Trời yêu cả dân hiến cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ đầy ơn đầy.
mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ các sự cần dụng trong mọi sự, lại có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành. Sứ đồ Phaolô nói là cái nguyên tắc sống với Chúa đơn giản, ai gieo nhiều thì gặt nhiều, ai gieo ít thì gặt ít, ai bắt đầu 10% thì Chúa có cái chỗ bắt đầu với người đó, ai bắt đầu 1% Chúa bắt đầu cái chỗ đó với người đó. Không phải là vì cái số lượng, nhưng mà vì cái chỗ tấm lòng, vì cái chỗ vâng phục, vì cái chỗ hiểu biết, vì cái chỗ dấn thân. Và Chúa nói cái luật của Chúa đó là ai giao phó mình cho ân điển Chúa để Chúa sử dụng trong công việc, thi hành công việc của Chúa qua sự ban ơn của Ngài, tài nguyên mà Chúa giao cho người đó, thì người đó sẽ kinh nghiệm Chúa tùy theo tỷ lệ của sự dâng hiến mình. Nếu mà cái câu đó mình nói như vậy, cái sự tăng tiến của chúng ta hay là cái sự hiểu biết của chúng ta một phần rất lớn tùy thuộc nơi sự dâng hiến của chúng ta, thì mình thay đổi như thế nào. Nhưng mà ở đây nó là Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng. Chúa không muốn phàn nàn hay là ép uống. Không có nghĩa là cái người phàn nàn ép uống thì không cần dâng hiến, mà người đó phải thay đổi, không còn phàn nàn nữa, không được ép uống, không thấy bị ép uống nữa. Khi nào mình thấy mình bị ép uống là tại vì mình không muốn cái chuyện xảy ra, còn cái chuyện nó xảy ra thì không ai ép. Để tôi kết thúc bằng câu này. Our giving is an indication of what we truly think about God. Cái sự dâng hiến của chúng ta là một cái sự đo lường chính xác về sự hiểu biết chúng ta về Chúa. Khi nhìn vào trong sự dâng hiến của chúng ta thì người khác biết gì về Chúa, biết gì về ân điển Chúa, biết gì về tấm lòng của Chúa, mục đích của Chúa. Cái câu này mình cũng nghe rồi, nhưng mà có lẽ nhắc lại giúp cho chúng ta nhiều hơn. Cái câu hỏi không phải là tôi dâng cho Chúa bao nhiêu, nhưng mà câu hỏi rằng tôi giữ tiền của Chúa lại cho tôi sử dụng bao nhiêu. Tôi tưởng là khi mình hiểu điều này, hiểu cái chỗ đứng của thời gian, là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tuần thờ phượng tôi thẩm định lại với Chúa ai là chủ, ai là người có tất cả quyền sở hữu trên mọi sự. Và mỗi tuần lễ đó tôi quyết định là tôi là người dâng hiến, tôi sẽ là người tham dự trong chương trình dâng hiến công việc của Chúa. Và tôi sẽ chuẩn bị trong thời gian, tôi sẽ chuẩn bị trong tiền bạc, tôi sẽ chuẩn bị trong sự liên hệ với Hội Thánh để dự phần trong công việc Chúa. Và tôi sẽ dâng hiến theo tỷ lệ. Và tôi biết cái chỗ bắt đầu là 10%. Và tôi biết cái chỗ dâng hiến trọn vẹn là hết lòng, hết sức. Và dâng cho tới khi nào nó bày tỏ cái sự thay đổi trong chính đời sống, sinh hoạt của đời sống thôi. Thầy Chúa cho điều đó xảy ra. Khi chúng con học hành những điểm này, chúng con được nhắc rằng đây là lệnh của Chúa, đây là lời dạy dỗ của Chúa qua sứ đồ Phaolô. Không có gì nhiều để thắc mắc. Những sự hướng dẫn rõ ràng. Nhưng cho chúng con được đầy ơn của Chúa, đầy sức mạnh của Chúa, để bước đi trong sự vâng phục với tâm lòng vui mừng. Biết rằng chúng con sẽ gặt hái sự giàu có, dư dật, khi chúng con sống giàu có dư dật trong ân điển Chúa, cho Chúa và cho người khác. Để Chúa được vinh hiển, Hội Thánh Chúa được tăng tiến, chúng con được thay đổi, và những người cần Chúa được nghe về Chúa, được sự cứu rỗi trong Ngài. Xin Chúa cho chúng con quyết định trong lần tới khi chúng con dâng hiến cho Chúa với tất cả những nguyên tắc này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Christ. Amen.